The magnitude of friction torque exerted on the disk is T0. They write an equation for rotational inertia at the disk in terms of T0, omega 0, T1 and physical constant appropriate. Cái formula của nó tương tự Newton's second law đây, đúng rồi. Acceleration thì bằng change của angular speed, angular velocity chia cho time. Time chính là T1. Cái final angular velocity là 0, đúng rồi formula này. Và cái rotational inertia I này nó bằng torque chia cho cái acceleration này. Torque này mình biết chưa nhỉ? Để bài nó cho rồi đúng không? Review the disk. Constant torque on the disk. Nhưng mà nó lại không nói cái torque đó là cái gì á. Initial cartographic angular velocity omega 0. Derive theo omega 0. Rotational inertia torque. Torque thì bằng rotational inertia nhân acceleration, đúng formula này. Yeah, chắc là mình phải biết cái torque này chứ không biết thì không làm được. Có đáp án không nào? T0. Trong đáp án nó ghi là T0 nhưng mà cái đề bài thì nó không nói cái ký hiệu đó là gì ha. Nó là constant cho nên thầy nghĩ là mình viết T hay T0 gì vẫn được. Nó có đề cập cái này nhưng nó không cho ký hiệu. Rồi. Câu C, in another experiment, the disk again has an initial positive angular velocity omega 0 at the time T0. At the time half T1, the student stopped dripping oil on the contact surface between the axle and the disk to reduce the friction, giảm friction đi. As time passes, the more and more oil reaches that contact surface, reducing the friction even further. Giảm friction tiếp tục giảm đi ha. Như vậy là cái torque. Torque này là ban đầu là torque của friction nha. Mình không có một cái torque nào khác để làm accelerate nó, chỉ có friction làm cho nó decelerate, giảm tốc độ thì thôi. Cho nên là giảm đi cái friction này bằng cách sử dụng oil, dầu thì acceleration thì bằng torque chia cho rotational inertia. Torque giảm đi, acceleration giảm đi chứ. Yeah, acceleration giảm đi có nghĩa là nó mất nhiều thời gian hơn để mà nó giảm tốc. Ok. On the grid at below, sketch the disk angular acceleration the function of time. Giảm tốc mất nhiều thời gian hơn. Nhiều thời gian hơn đối với không. Mình để ý là yeah, kiểu vậy, mất nhiều thời gian hơn về không. Rồi, lý do này. Mình có acceleration alpha thì bằng torque chia cho rotational inertia và nó bằng cái omega lúc sau trừ đi omega lúc đầu ha, chia cho time. Cái time này thầy đang tính là nó phía sau cái half T1, tức là lúc mà mình bôi dầu cho nó giảm friction ha. Vậy thì omega sẽ bằng omega 0 cộng với acceleration nhân với time này. Nhưng mà nhớ là acceleration này là negative nha. Mà acceleration này nó không phải constant, nó đang giảm đi. Giảm đi, acceleration là cái slope của cái graph này, slope giảm đi. Yeah, đây, graph này là graph, slope giảm đi này con. Gradient giảm đi này ha. Ví dụ mình có một cái graph như thế này, có nghĩa là gradient cũng giảm đi luôn. Graph thế này là gradient tăng lên này. Graph thế này là gradient cũng tăng lên này ha. Tăng lên theo thời gian, time. Nhưng mà cái graph mà thầy đang vẽ ở đây là gradient giảm đi. Tóm lại là từ đây mình cố gắng mình vẽ cho nó tiếp tuyến, cái đoạn này tiếp tuyến nha. Nhưng mà không phải tiếp tuyến được thì chắc người ta không du di được. Ủa thầy ơi. Hả? Vì sao radian giảm đi thầy? Tại vì cái acceleration này nó là torque chia cho rotational inertia. Mà cái torque này giảm đi này. Torque này giảm đi tại vì người ta nói là càng lúc càng bôi nhiều dầu, đổ thêm nhiều dầu vào để giảm friction đấy ha. Decreasing. Đây coi lại đề này. As time passes, more and more oil reaches that surface, contact surface, reducing the friction even further. Đó thấy chưa? Torque, nhớ cái formula mà đúng không? Nó bằng force nhân với lại perpendicular distance. Mà cái force này giảm đi cho nên là cái torque này nó giảm đi, cho nên là acceleration giảm đi. Cho nên cái slope, cái gradient của cái graph của angular velocity nó giảm đi theo thời gian ha. Ok, do đó nó sẽ không về không lúc mà T1 mà nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Được chưa? Dạ. Yeah. Đáp án đâu rồi? Đáp án đây chứ hả? Đây, đó. Nó vẽ tiếp tuyến này mình thấy không? Lưu ý cái chỗ này này. Kiểu nó smooth ấy. Cho nên nó không được phép đột ngột hoặc thế này chẳng hạn. Hoặc là
Dạ, nói chung là không được đột ngột ấy, nó phải liên tiếp, continuous ha. Cho nên chỗ này là cái đoạn đằng trước này là thanh của cái đoạn cong ở phía sau, ngay tại cái vị trí mà nó xảy ra sự thay đổi này ha. Tab Ủa T1. thầy ơi, dạ thuốc giảm đi nhưng mà inertia giữ nguyên thì cái Moment anh inertia này, cái I này nó không thay đổi. Tại cái I này nó là gì? Nó là cái sự phân bố khối lượng, distribution of mass. Nó là integration của individual mass này, dm ha. D, từ từ đấy. Yeah. R nhân với dm chia cho total mass ha. Nó phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng và nó represent, nó mô tả, nó đặc trưng cho cái khả năng thay đổi cái angular velocity của một vật. Tức là dễ dàng làm cho vật đó nó thay đổi cái angular, cái sự xoay. Ví dụ như là một cái bánh xe lớn, một bánh xe nhỏ, thì bánh xe lớn nó sẽ khó xoay hơn ha. dạ nhưng mà cái thuốc giảm đi còn cái inertia giữ nguyên thì cái acceleration Giảm đi, acceleration alpha này nè, bằng torque này chia cho i này, cái i là constant rồi, torque này giảm đi, acceleration giảm đi. Mà cái formula của angular speed là omega bằng omega zero cộng với acceleration nhân 8, thì nó giống như phương trình bậc nhất ấy, là đường thẳng ấy, là y bằng mx cộng với c, cái m này nó chính là gradient này, và gradient này giảm đi, thì nó không còn là đường thẳng nữa, bây giờ nó trở thành đường cong. Đây như thế này. Chỗ này nhá, gradient slope nó là tangent chỗ này. Oops. Tangent chỗ này như thế này. Đó, xuống đây thì tangent giảm đi này. Slope giảm đi này, thấy chưa? Rồi nhắc lại là cái đoạn này, cái đoạn chuyển tiếp từ straight line sang curve này. Cái đoạn straight line này nó là tangent của đoạn curve ha. Ngay tại vị trí chuyển tiếp. Ngay tại đây, tangent smooth. Còn bên này là acceleration. Acceleration thì nó đang thể hiện là nó giảm về value. Về minute, về dấu ấy, thì nó vẫn là dấu âm, tức là deceleration, giảm tốc ha. Nhưng mà nó đang giảm đi cái độ lớn, cái magnitude. Cho nên chỗ này mình vẽ một cái đoạn thẳng đi lên hướng về phía origin ha. Hướng về phía trục hoành nhá. Cái đoạn sau này vẽ đúng, cái đoạn đầu này mình hiểu nhầm. Tại sao mình hiểu nhầm là nó tăng tốc lên nhỉ? Do mình nghĩ là nó có một cái driving force làm cho cái đó nó tiếp tục xoay, nhưng không phải, cái này nó có duy nhất một cái force và một cái torque thôi, đó chính là friction ha. Ủa Và cái thầy torque ơi, frictional torque, frictional dạ không tưởng là ngay cái thời gian 1 phần 2 t1 người ta mới bắt đầu bôi dầu. ha. Đúng rồi, cái đoạn đầu tiên ấy, đoạn một nửa khoảng thời gian đầu tiên này này thì nó vẫn đang decelerate do cái friction ban đầu. Do friction ban đầu tức là y chang như cũ, y chang như cái đoạn ở câu A mà con vẽ, nó không khác gì cả. Cái này y chang graph này này, tới cái đoạn 1 phần 2 này nó bôi dầu thì nó giảm cái friction đó đi. Cho nên acceleration giảm đi và cái angular speed nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để nó về không. Rồi lưu ý là nếu như mình vẽ cái graph câu A này là 3 ô 4 ô gì đó ha, thì cái đoạn sau này vẽ lại cũng y chang như vậy, 3 4 ô như vậy. Đánh hoặc là nếu như mà nó khác scale cũng được, nhưng mà phải ghi rõ cái điểm bắt đầu omega zero chỗ này này, còn trên này là omega chứ đừng ghi omega zero, hoặc là ghi là angular là velocity cũng được. Tại vì nó có cái phần âm negative, có nghĩa là nó là velocity ha. Đó, bắt đầu từ omega zero và giảm xuống không chỗ này, chỗ này là T1, màu cam nhỉ, màu đó mà. Frictional torque. Rồi đó là câu C, giờ coi câu D nó hỏi gì nè. When a student có câu nào là thiết lập phương án thí nghiệm không? Phải ưu tiên làm câu đó chứ, không có hả? Mô tả phương án thí nghiệm á, hình như là câu trên này phải không? Cái này không phải là mô tả, kiểu cũng tính toán thôi. Dạ, nhưng mà cũng gần hết giờ rồi, có gì để mai mình học tiếp. Con cứ cố gắng trong ngày hôm nay mình có thời gian mình làm trên xong cái đề này nha. Câu D, có dưới này có câu oscillation. The student trying to mathematically model the magnitude of the torque exerted by the axle on the disk when the oil is present at the time greater than half T1. The student write down the following two equations, each of which includes a positive constant C1 or C2 with a profit unit. The torque C1 T2 đi cái này, hoặc là C2 chia cho cái này. Which equation better mathematically model this experiment? Mình suy nghĩ coi là về toán học đó thì cái equation nào nó sẽ gọi là phù hợp với cái graph mà mình vừa mới vẽ ra lúc nãy á. Dạ con Con chọn chọn cái số 2 ha. Để thầy kiểm tra thử suy nghĩ xem coi số 2 đúng không. Graph của mình là một cái curve, và nếu như graph số 1 này, T1 này là constant, C1 này là constant, tức là C1 nhân T1 là một constant.
là một đường thẳng ha, C1 nhân T là một đường thẳng. Thì graph số 1 này sai, nó không đúng. Nó là một cái graph đường thẳng nha. Dạ, cho nên mình chọn đúng rồi đó, nó là phương trình số 2 đó. Bây giờ Thầy mình ơi. giải thích. Ừ, sao? Dạ con định giải thích là vì C2 C1 C2 constant mà cái thuốc fractional thuốc giãn nên là Con có thể viết hai đoạn, một đoạn là giải thích vì sao cái số 1 là nó sai và một đoạn thứ hai là giải thích vì sao cái số 2 nó đúng ha. Tất cả ý con vừa nói là đúng rồi đó, nhưng mà chưa đủ, thì cần thêm một ý nữa giải thích cụ thể hơn là vì sao cái equation số 2 nó đúng ha. Relax. Để rồi nó có lưu lại cái mình vừa ghi không ta? Có, may mắn. Rồi viết thế này. Con này mấy điểm ta? 2 hay là 3 điểm? Không ghi đáp án. For the curve with a clear change, cái này là cái chấm bài câu D. Một điểm giải thích. Stating equation 2 is flexible because the frictional torque decreases with increasing time, whereas equation 1 torque increases with increasing time. Câu này có một kiểu một điểm thôi à, cho nên nó giải thích rất là ngắn gọn như vậy ha. Nó giải thích rằng là equation thứ nhất thì cái angular speed nó sẽ giảm linearly as hay là since C1 and T1 are constant, which is represented by the equation 1 decreases linearly with time. Hãy giảm xuống to quá ha. Decreases linearly with time. Which is so it is not appropriate to represent hay to describe ha, describe the change of the torque. Appropriate, dùng từ correct cũng được thay vì từ appropriate ha. The equation 2 is correct because as the time increases, the denominator increases, hence the torque decreases rationally. Huh? Là một cái rational function. Cái từ này hơi lạ nhưng mà tôi nghĩ vẫn dùng được. Ok, thậm chí là polynomially, polynomial hơi kỳ, được gọi rational đi, còn không thì mình cứ decreases. Có thể nói thêm là the gradient of the graph decreases. Đó. Rồi, bây giờ thầy chuẩn bị phải đi ra ngoài, cho nên là mình cố gắng mình tự làm tiếp mấy câu còn lại nha. Dạ, con có một câu hỏi nhanh cho thầy. Rồi. Dạ, là cái phần cô B, người ta nói là derive với thầy thì con chỉ ghi là thuốc nhưng cái T1 chuyên cho omega không thôi thì có bị trừ điểm không? Vì người ta có assign cái thuốc là T là thuốc không đó thầy. Đâu đâu thấy chữ nào là T0 trên đề bài không nhỉ? Dạ, có. Đây đây đây, chỗ này có T0. Cái này thì thầy không chắc, không chắc 100% nhưng mà cũng có tầm 78% nha. Mình dùng chữ T vẫn được tại vì nó là constant mà. Với câu B đó là constant, đến khi mình đến câu C thì nó mới không còn là constant nữa ha. Dạ. Dạ, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái lưu ý của mình là khi mình làm bài thì mình sử dụng các ký hiệu mà ở đề bài nó nêu ra, mình không tự đặt ra ký hiệu mới. Hoặc là nếu mình đặt ra ký hiệu mới thì mình phải ghi chú nó có nghĩa là gì. Mình dùng một cái câu, một cái noun phrase, một cái cụm danh từ để mô tả nó ha. Nếu mình dùng một ký hiệu mới đó mô tả nó thì được, còn mà tốt nhất là cố gắng theo sát những ký hiệu trong đề bài nó nêu ra.